thành nó phát sáng, mà cái thành ấy nó ở trên núi thì nó sẽ đón nhận ánh sáng nhiều nhất và nhanh nhất, sớm nhất. Các bạn sẽ tưởng tượng là mặt trời sẽ mọc từ đâu? Mọc từ ngọn núi, đúng không? Chào các bạn đến với kênh YouTube của Lê Văn Lộc. Và đây là một cái video mà Lộc sẽ chia sẻ về việc vững bền tục linh. Việc vững bền tục linh rất là quan trọng, bởi vì là đôi khi chúng ta theo Chúa đấy có những thời gian rất là mạnh mẽ, nhưng có thời gian nó rất là yếu đuối. Thực ra thì không ai theo Chúa trong cuộc đời này mà lại theo Chúa từ đầu đến cuối, là lúc nào cũng như là một cái đồ thị hàm số mà cứ đi lên thẳng này, lúc nào cũng đi lên. Thực ra thì chúng ta theo Chúa luôn có thời gian chúng ta đi lên, sau đó ta đi xuống, rồi đi lên, rồi đi xuống, rồi đi lên, đi xuống. Thì cái vững bền tục linh này nó giúp chúng ta là chúng ta không để cái mức độ tâm linh nó cắm đầu xuống sâu quá, cắm đầu sâu quá. Thì trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn gì, một cái bài học có lẽ các bạn đã học rất là nhiều rồi, trong Matthew chương 6. Sau khi mà Chúa giảng về tám loại phước lành thì Chúa dạy về muối và ánh sáng. Muối và ánh sáng là một điều rất là hay, và chúng ta nghe các mục sư, các người khác đã chia sẻ các bạn rồi, và các bạn có thể tìm hiểu biết là cái ích lợi của muối, cái giá trị của ánh sáng nó quan trọng như thế nào, đúng không ạ? Ích lợi của ánh sáng, ích lợi của muối thật sự là quá tuyệt vời, đúng không? Thế nhưng mà mình chia sẻ cái điều đó thì nó sẽ là thường quá, và các bạn đã biết về muối có tác dụng gì, ánh sáng quan trọng với đời sống như thế nào. Hai cái yếu tố này là hai yếu tố vật lý quá quan trọng rồi, nhưng mà mình muốn chia sẻ sâu sắc hơn một chút về ý nghĩa thần học của nó, để các bạn có một cái, để các bạn có một cái thuộc linh sâu sắc và động chạm cho tấm lòng của các bạn, để các bạn khi nhớ cái điều mà mình ở đây thì có một số điều được cảm, các bạn cảm giác như là nó sẽ là mầu nhiệm, nhưng mà thực ra thì ai hiểu được thì đó là chính là thánh linh ở trong lòng của chúng ta cho ta có thể hiểu được. Mình sẽ tuyên đọc cái Matthew chương 5 câu 13 đến câu 10 câu 13 đến câu 16. Ở đây chúng ta có 4 câu thôi, là các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại, muối ấy thành ra vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta dẫm dưới chân. Các con là ánh sáng của thế gian, một cái thành xây trên ngọn đồi thì sẽ không bị che khuất. Không một ai thắp đèn rồi lại đặt trong thùng, nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà. Vậy hãy chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh cha các con ở trên trời. Ở đây có hai điều mà mình chia sẻ thôi, đó chắc chắn là muối và ánh sáng. Nhưng mình muốn nói về cái việc đó là muối thành ra vô vị, phải bỏ đi. Đó là ánh sáng là thứ không bị khuất được, và nhờ vào cái điều không khuất được đó mà người ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời, sẽ tôn vinh cha các con ở trên trời. Thứ nhất thì nếu như chúng ta sống và bước ra đời, chúng ta sẽ mang một cái tự hào về mình là con của Chúa Jesus Christ, tự hào mình là một cơ đốc nhân, tự hào là mình là người đi theo Chúa Jesus Christ, tự hào là mình người theo đạo tin lành, là người ở trong Đức Chúa Trời chúng ta. Đôi khi cái địa vị này làm chúng ta thấy xấu hổ. Đôi khi cái địa vị này có một số người thấy nhút nhát về nó, thấy e ngại về nó, và thường che giấu cái vị trí của mình trong Đấng Christ. Thì đó chính là lựa chọn sai các bạn. Ở đây Chúa nói là các con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, đúng không? Đôi khi chúng ta không dám nhận mình là ánh sáng, và đôi khi chúng ta không dám nhận mình là muối. Và Chúa nói là các con là muối, nhưng nếu muối mất mặn đi thì lấy gì làm cho mặn lại. Có một cái thuộc linh rất là yếu, đó là không nhận mình là muối, không nhận mình là con của Chúa khi giao tiếp trong xã hội, trong cuộc sống, từ chối luôn điều đó luôn. Không phải là vì, không phải là vì đạo tin lành xấu, không phải vì Chúa Jesus không tốt,
mà họ cảm thấy bị rào cản, họ cảm thấy bị ngăn trở và họ cảm thấy là cái văn hóa không phù hợp khi mà khai ra, nói ra mình là Cơ Đốc nhân, mình là người tin Chúa Giêsu theo đạo Tin Lành. Thì đây là một hiện tượng của việc muối mất mặn, mà thực ra thì cái người đó là người chưa có lòng tin thật, chưa có lòng tin sức mạnh và chưa thật sự nhận biết được cái địa vị của mình trong Chúa thì họ mới nói như vậy. Còn nếu như các bạn đã là người theo Chúa lâu năm và rất nhiều năm tháng đi với Chúa rồi nhưng nhiều khi rất ngại xưng ra mình biết Chúa Giêsu như thế nào, biết về Tin Lành của Chúa như thế nào thì nó rất là và ý nghĩa mất mặn nữa của muối đó là mùm xưng mình là Cơ Đốc nhân tin kính, xưng mình là người theo Chúa Giêsu Christ nhưng cái lối sống, những cái cách nói chuyện, những cái văn hóa sống, thái độ sống của chúng ta không có tí nào của người Tin Lành cả, không có hình bóng của Chúa Giêsu trong cái thái độ sống của chúng ta, trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và hôm nay mình làm video này là cũng để nhắc nhở cho chính bản thân mình và cũng như chính bản thân bạn. Đôi khi mình sao nhãng và mình quên đi rằng mình là hình ảnh, ảnh tượng của Chúa Giêsu trên đất này, mình là ý muốn của Chúa Giêsu trên đất này. Đôi khi ấy, có nhiều người theo Chúa Giêsu rồi ấy, tin kính Chúa rồi, nghe nhiều nhạc đời quá, sau đó là hát những bài nhạc đời. Hát là một chuyện thôi, nhưng cái vấn đề là cái tâm trạng bị thay đổi theo những bài nhạc đó và bắt đầu nói theo cái hình thức giống cái bài nhạc đó, nó không có mang tính chất khích lệ, không mang tính chất động viên và người ta thấy là người theo Chúa chả khác gì cả. Rồi có trường hợp khác là chúng ta theo Chúa, tin kính Chúa rồi lâu năm rồi nhưng chúng ta vẫn nằm trong cái tình trạng đó là tin theo những cái văn hóa của xã hội chúng ta đang có, ví dụ như đó là hợp tuổi này, hợp mệnh này, hợp ngày này, giờ đẹp này, hoàng đạo này, đó là hướng này. Nên là nói đúng thì chúng ta có một cái vẻ bề ngoài và loài người chúng ta chỉ nhìn nhau ở cái vẻ bề ngoài thôi. Loài người không nhìn thấy Chúa Giêsu bên trong chúng ta. Chúng ta không thể sống một cách vô thiên vô pháp được. Ví dụ người ta bảo kiêng cái này, nhưng ta bảo là tôi theo Chúa tôi không kiêng cái gì cả. Thì nó cũng là cái tốt thôi, nhưng mà ngược lại có những người ta hỏi ô cái thằng đấy nó theo Chúa hay là theo đạo, nó không kiêng cái gì cả, nó kiểu như là nó không sợ hãi cái gì cả, nó bất chấp hết thì cũng không được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cứ phải nói đi thì phải nói lại, ta phải giữ cho mình ở cái khoảng đó là khoảng thật sự là muối, khoảng thật sự đủ mặn, đủ mặn để chúng ta có thể ảnh hưởng, nó thay đổi, đúng không ạ? Muối nó thể hiện cái độ mặn, chúng ta mặn như thế nào khi chúng ta đưa muối vào trong miệng, có một sự cảm nhận khi chúng ta, người ta gặp chúng ta, người ta có một sự cảm nhận, có một sự tác động khác biệt với những con người khác, khác biệt với những con người khác thì đó mới là Tin Lành, đó mới là người tin kính và đó mới là người có thực linh. Đôi khi có những câu chuyện vui, vui với các bạn nhưng Chúa thì không vui. Trong cuộc sống này á, Chúa ghét nhất là gói hoa, đúng không ạ? Rồi là xem bói, rồi là hầu bóng, rồi là tất cả những thứ. Nhưng mà đôi khi chúng ta lại mang cái điều đó ra để vui đùa với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Rồi là chúng ta mang cái chất phong thủy nữa để vui đùa với nhau, để nói hoặc trong công việc làm ăn hay trong công việc gì. Rồi chúng ta tính toán quá kỹ nữa mà không biết nương dựa vào Chúa. Đấy. Rồi là chúng ta quá ít cầu nguyện, quá ít cầu nguyện mà lệ thuộc vào hoàn cảnh sống, lệ thuộc vào văn hóa sống. Lên cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn này, muối nó còn mang cái tính chất nữa, đó là làm gương. Chúng ta làm muối thì chúng ta phải làm gương cho người khác noi theo nữa cơ. Vì muối có mang tính chất ảnh hưởng, muối là sự ảnh hưởng. Muối là các bạn biết rồi, các bạn biết rồi, muối là làm cho những cái đang chết đi, những cái đang không giữ được cái sự bảo quản, đúng không? Đang bị hôi thiêu thối, đang bị từng ngày thiêu thối đi thì muối sẽ làm giảm quá trình đó, thậm chí là ngăn chặn quá trình đó. Thì chúng ta phải là người có sự ảnh hưởng như vậy. Khi chúng ta gặp một người khác phải khiến họ từ cái việc phải khiến họ từ cái nơi xấu trở nên nơi tốt hơn, từ cái tình trạng tồi tệ trở nên tình trạng tốt đẹp hơn, từ tình trạng tiêu cực trở nên tích cực. Muối còn mang cái tính chất ảnh hưởng. Nhưng ngược lại, Lộc đã từng gặp những người đó là mang cái tính chất ảnh hưởng xấu đi,
tức là người ta không có Chúa đâu, thì người ta còn còn tốt một tí, nhưng mà gặp cái người Cơ Đốc nhân xong, gặp cái người tin Chúa xong, họ thì bị rối loạn hơn, họ bị tiêu cực hơn, họ bị hoảng loạn hơn, họ không thể nhận ra được Chúa có cái sức mạnh gì, khác biệt gì. Đây là cái điều rất là mất mặt. Có thể các bạn hiểu cái điều này cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà có một điều mà mình muốn bật mí sâu sắc với các bạn, đó là muối ấy, nó mang một cái tính chất hương vị. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ô nó chỉ có mặn thôi, nó có cái hương vị gì đâu. Thực ra muối nó chính là cái hương vị đấy. Hương vị thì ví dụ như các bạn nói về vật lý thì có nghĩa là ví dụ như các bạn nấu ăn cái gì đó nó nhạt nhẽo, đúng không? Chúng ta thường dùng là nói chuyện nhạt thế, đúng không? Nhạt nhẽo, bạn nghĩ về từ nhạt thì các bạn sẽ biết là đồ mặn nó có hương vị gì. Nó có hương vị gì? Nếu như không có muối, cuộc đời mất vui. Nếu như không có bạn thì người khác sẽ như thế nào? Nếu như không có bạn thì họ cảm thấy tốt hơn à? Thì bạn phải xem xét lại. Nếu như không có bạn mà người ta cảm thấy yên bình hơn thì phải xem xét lại. Nếu như không gặp bạn, họ cảm thấy tích cực và năng lượng hơn thì phải xem lại. Nếu như không có bạn, họ cảm thấy vui vẻ hơn thì phải xem lại. Đôi khi chúng ta không làm nguồn năng lượng, truyền năng lượng cho người khác, mà chúng ta lại giống như làm cái nơi lúc nào thiếu hụt năng lượng, cần năng lượng của người khác, thì người ta sẽ tránh xa bạn đấy. Điều này rất là nguy hiểm. Muối còn mang hương vị, các bạn phải nhớ như vậy, phải nhớ như vậy. Điều này rất quan trọng. Có thể nó sẽ rất là khó hiểu với một số bạn, nhưng mà mong rằng các bạn có thể hiểu được. Rồi chúng ta sẽ sang phần ánh sáng. Thì ánh sáng nó sẽ có hai điều mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là Chúa ví, ở đây là Chúa ví về một cái thành xây ở trên ngọn núi, và một cái đèn không để trong thùng mà phải treo trên đèn. Đấy. Ở đây ấy, mình sẽ nói về cái thành trước, xây trên ngọn núi. Thực ra một cái thành hay một cái địa danh, hay một cái thành phố, hay là một cái thủ đô, hay là một cái nơi nào, thì nó đã mang sự nổi tiếng sẵn rồi. Vì nó là một nơi to, nơi đông người. Nó cái thành mà, là cái nơi trốn rất là uy nghi, rất là đầu tư, rất là tuyệt đẹp nào đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt là vẫn phải xây trên núi. Trên núi là để cho từ xa kẻ khác có thể nhìn thấy được. Đây là điều quan trọng. Và chắc chắn rồi, khi bạn xây trên núi ấy, thì nó sẽ tránh được bão lũ, đúng không? Tránh được một số những cái gọi là thiên tai. Xây trên núi nào cũng phải vững an và chắc chắn. Nhưng điều quan trọng khi xu hướng tới đó là từ xa người ta có thể nhìn thấy. Người ta chưa nghe thấy nhưng người ta đã nhìn thấy rồi. Cái điều quan trọng ở đây là muối không làm được, đó là hiệu ứng từ xa. Hiệu ứng từ xa. Chúa muốn dạy về ánh sáng, đó là Chúa muốn là mỗi một Cơ Đốc nhân có một cái hiệu ứng từ xa. Khi người ta chưa gặp, người ta nghe đến, người ta đã có sự cảm thán rồi. Khi người ta chưa giao tiếp với bạn, người ta nhìn thấy các bạn, tác phong đi lại hay là cái khí chất toát từ con người các bạn, nó đã khác rồi. Thì đây là cái điều mà Chúa xu hướng tới. Thực ra cái thành ấy, nó không phát sáng đâu. Thành nó không phát sáng, mà cái thành ấy, nó ở trên núi thì nó sẽ đón nhận ánh sáng nhiều nhất và nhanh nhất, sớm nhất. Các bạn sẽ tưởng tượng là mặt trời sẽ mọc từ đâu? Mọc từ ngọn núi, đúng không ạ? Không phải mặt ngọn núi mà còn từ đằng đông, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là mặt trời luôn xuất hiện sau một ngọn núi. Thành chính là như vậy. Thành chính là nơi đầu tiên nhận thấy ánh sáng. Các bạn có phải là nơi đầu tiên nhận thấy ánh sáng từ Chúa không? Nơi đầu tiên nhận thấy nguồn năng lượng từ Chúa không? Nơi đầu tiên nhận thấy phước hạnh của Chúa? Nơi đầu tiên nhận thấy phép lạ của Chúa không? Nơi đầu tiên có sự thay đổi từ Chúa không? Có sự phước đi phi phàm bứt phá không? Con người ngày nay ấy, họ chỉ nhìn cái bề ngoài thôi. Họ nói là em cứ làm được đi rồi anh theo, em cứ thành công đi rồi anh sẽ bắt chước. Nhưng mà Chúa muốn cái điều đó phải xảy ra luôn, và các bạn phải là người sớm nhất đạt được cái điều thành công, đạt được cái điều bạn nói. Ví dụ bạn nói với đức tin có giá trị đời sống tôi nào, đức tin có ảnh hưởng đời sống sao, các bạn phải đạt được điều đó trước. Ý nghĩa của cái thành ở trên núi như vậy. Thành là to lớn, là rộng đẹp rồi, là nổi tiếng rồi, nhưng vẫn phải ở trên núi, để nó là người đầu tiên đón lấy những cái gì mà Chúa hứa, đón lấy những cái gì có trong Kinh Thánh, đón lấy những cái gì được gọi là phước ân, đón lấy những cái gì mà người khác chưa từng nhận được, họ đã là người đầu tiên có được. Đây là một cái thành, ý nghĩa của cái thành vượt trên cả sự vững bền nữa, vượt trên cả gọi là rộng lớn hay nổi tiếng, mà ý là ánh sáng đầu tiên sẽ chiếu vào cái thành ở trên núi. Rồi Chúa lấy một cái hình dung thứ hai, đó là khi các bạn thắp một cái đèn
hay là một cái nến chẳng hạn, cái đèn dầu, một cái nến hoặc một cái đuốc, đúng không ạ? Các bạn không bao giờ vứt trong cầm gầm giường hoặc là vứt vào trong cái thùng hay là úp với thùng nền, đúng không ạ? Vì như thế sẽ giảm giảm cái sự ánh sáng tỏa ra trong không gian. Nhưng nếu các bạn để nó trên chân đèn, tức để trên cao, và ánh sáng sẽ tỏa ra toàn bộ không gian. Tỏa là một điều gì đó rất là tuyệt vời trong cái ý nghĩa mà Chúa Giêsu muốn nói về việc để ở trên chân đèn. Cái việc bạn làm không phải là tỏa ánh sáng. Việc mà bạn làm không bao giờ là tỏa ánh sáng, mà việc bạn làm là để cái cây đèn trên chân đèn. Đôi khi chúng ta theo Chúa Giêsu, theo Chúa tin Chúa lâu năm, ta vẫn hiểu nhầm cái lời dạy của Chúa ở đây. Chúa không dạy chúng ta tỏa ánh sáng đâu. Bởi vì việc tỏa ánh sáng là việc của Chúa. Các bạn, người ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương. Tức là các bạn là người tốt thì tự dưng người khác sẽ biết bạn là người tốt. Các bạn là người giỏi, người khác tự dưng người ta sẽ tìm hiểu, người ta sẽ có cách người ta biết các bạn là người giỏi. Nó tự hương gọi hữu xạ tự nhiên hương. Việc đơn giản đấy là gì? Là các bạn phải đưa mình lên chân đèn. Đừng đánh mất vị trí làm con Đức Trời. Đừng đánh mất vị trí, địa vị làm con Đức Trời của bạn. Phải nâng tầm của mình lên. Tầm của mình không phải là ở dưới gầm giường. Tầm của mình không phải là trong thùng. Tầm của mình ấy, nó là trên chân đèn. Phải nhớ chân đèn ở đâu. Các bạn ơi, các bạn phải nhảy vào chân đèn, ngồi ở chỗ chân đèn, tìm đúng chân đèn mà làm. Vì các bạn là đèn, vì các bạn là ánh sáng chiếu soi. Khi bạn lắp một cái bóng đèn thì bạn phải lắp bóng đèn ở trên cao, đúng không? Khi các bạn ấn và cái bóng đèn nó sáng, ánh điện nó thắp sáng bóng đèn và bóng đèn chiếu sáng toàn bộ căn phòng của các bạn, thì các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những vật thể khác. Cái ý nghĩa tỏa ánh sáng ở đây nó mang cái điều là người ta không bao giờ đấy, không bao giờ người ta nhìn trực tiếp vào cái bóng đèn để làm cái gì cả, mà người ta muốn lợi dụng cái ánh sáng của bóng đèn để nhìn thấy những cái vật khác, để nhìn thấy cái vật khác. Đôi khi cuộc đời các bạn phải là nơi để người ta soi xét bản thân họ. Các bạn phải là nơi để người ta soi xét bản thân của người ta. Nhờ có các bạn chiếu sáng người ta, người ta biết người ta đang ở chỗ nào, người ta đang sai ở đâu, người ta đang mặc cái áo màu gì, người ta sẽ phải làm gì, và người ta sẽ phải ngồi chỗ nào đúng chỗ, người ta sẽ phải hoạt động thế nào, bước đi đến đâu, người sẽ nhìn thấy những gì có ở trong phòng. Tức là ánh sáng bằng tính chất đó là các bạn giúp cho người ta nhận diện ra bản thân của họ, nhận diện ra bản thân của họ. Vậy thì nó sẽ tổng hợp với các bạn cái ý nghĩa, ba ý nghĩa ở đây. Ý nghĩa thứ nhất là muối, các bạn đừng làm mất bạn nó, các bạn phải biết cái vị trí của nó. Khi bạn làm mất bạn đi thì sẽ không thể lấy bạn lại được đâu. Người ta sẽ coi thường các bạn rất là nhiều. Thay đổi thì sau này nó rất là khó. Nên là ngay từ ban đầu các bạn phải biết cái vị trí của mình. Thứ hai là các bạn phải biết là cái thành, đúng không? Phải đặt ở trên ngọn núi thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận thấy ánh sáng từ nơi Chúa. Chúa nói là ai tin ta thì sẽ như một nguồn sống, như một mạch nước văng ra bên đời đời. Đó là một cái nguồn, một cái mạch nó văng ra, thì các bạn cũng phải giống như cái nguồn sống đó. Một cái nguồn ánh sáng đầu tiên các bạn phải nhận được, các bạn phải nhận được là thế là bạn phải hiểu được. Các bạn hiểu này, nếu các bạn cảm thấy mình chưa nhận được, thiếu thốn lẽ thật, phải lập tức đi tìm luôn. Vì các bạn tin Chúa, yêu mến Chúa thì các bạn có cái đặc quyền đặc lợi đó. Các bạn có Kinh Thánh trong tay mình, có sự dạy dỗ của Thánh Linh. Các bạn phải là người đầu tiên nhận ánh sáng. Và tiếp theo đó là các bạn phải làm một cây đèn, đặt mình đúng cái chân đèn, để các bạn giúp cho người khác cũng nhìn thấy bản thân họ, giúp cho người khác cũng biết họ phải làm gì, họ đang ở đâu, họ là như thế nào. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn, đó là chúng ta phải hiểu ba cái thật này. Đó là đừng đánh mất vị trí của mình, phải nhớ vị trí của mình trong đấng Christ. Thứ hai là các bạn phải là người đầu tiên đón lấy những lẽ thật, đón lấy nguồn ánh sáng của Chúa. Và thứ ba đã làm chức vụ chiếu sáng cho kẻ khác, chiếu sáng cho kẻ khác. Việc các bạn không phải là chiếu, việc chiếu sáng là việc của Chúa, nhưng việc các bạn là phải ngồi đúng cái chân đèn của mình, đưa mình vào vị trí chân đèn. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn làm sao để đặt đúng chân đèn bằng một loại hình ảnh khác, đưa mình vào vị trí chân đèn. Đôi khi ấy, cái vị trí chân đèn ấy, nó chỉ dành cho bạn thôi, không dành cho ai khác cả. Nhưng mà bạn lại từ chối, bạn lại hiểu nhầm, bạn nghĩ rằng tôi nào phải ở chỗ khác. Khi ta hiểu nhầm, nếu ta biết mình là ngọn đuốc, nếu ta biết mình là ngọn đèn, là ánh sáng, thì chúng ta sẽ biết cách
thì chúng ta sẽ biết cách làm sao để đặt được vào chân đèn thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái việc muối và ánh sáng này. Mong rằng là cái video này nó sẽ là cái sự nhắc nhở các bạn về cái vị trí của bạn trong đấng quiz, cái điều các bạn phải mau chóng nhận được nhất và sức mạnh của ánh sáng chiếu ra sẽ như thế nào. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hy vọng các bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và làm sáng danh Chúa, và chúc phúc cho các bạn sẽ là người yêu mến Chúa và hàng ngày đầy dẫy Thánh Linh trong đấng Christ. Và mình cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúc các bạn.